vậy? Em biết em rút biết mà. Kỳ gì đó. Cái này em cứ bi nha, cái này em cứ bi thấy giờ không bị gì nha. Sao tiện giờ nó bị rồi? Dạ. Do mình chế độ mà. Mày từ từ nó phích cơ. Bị cái đéo gì ủa? Kia ta. Yeah. Mất cái đó. Gì đó không? Nãy giờ không bị gì, không bị. Thì do mày không chơi đồ. À cái đoạn A2 này quyết định nè. Kêu mày. Lại nữa. Cái đéo gì vậy? Không lấy được mà, có ở đâu cũng đánh ra thôi. Xài lên trời đi, ngu. Lại ha, ok. Giờ mày xài, lấy cái đó mày đấm lên trời đi, mày đừng có đấm vào bên bên gì nữa. Đấm lên trời nó không đẹp quá. Đấm ra đằng sau đi. Không anh, thằng này chắc chắn là không dính đâu anh. Ừ, chắc chưa? Chắc nghĩ game luôn. Mình cho tao mặt mày luôn. Có gì cho luôn. Trời ơi nó. Xà. Ý mà biết cái nào cũng dính đến lùi lại mà. Dính đèn hết vậy. Ý trời. Cái đèn dính nó đi. Ồ mấy anh lại gần lại chứ. Hợp lý. Hợp lý chưa? Được chưa? Được của nó. Quá sâu. Ôi, con bò chứ. Khu dính luôn kìa. Mày chơi kỹ, mày chơi đấm chết luôn à. Ờ, xong cày này rồi, xong cày. Rồi, ok rồi. Ủa, mày sao chị văn yếu máu chứ hả? À, hả? Ông bật kì, ngu mày. Đập. Giờ đạp to to quá. Thôi im đi. Giờ như này nhá. Cái cảnh sóng thần vừa nãy là nó cuốn tất cả mọi người đi rồi đấy. Giờ, đây, đâu. Làm được nếu mà tiền à 3 mét rồi. Hình như là hôm nay mày chưa giết tao để lấy cái lên bột tay đúng không? À, để theo bột tay xanh. Ô, tụi bây giết cái đeo cho phần chữ. Ôi kìa, DF ban kìa long.
Không tỏ quá mạnh. Wow, chắc bị kì. Thế rồi, cái chat, từ từ. Cái chat nó bị dính vào tường mất rồi, không đọc được. Đứng lui ra bên này tí. Lui, lui về phía. Đấy, đấy, như thế là được. Cái chat nó dính vào tường. Ái là lạnh. Ồ, là một trái màu xanh. Trái xanh nè, ăn không? Không. Xanh xanh luôn đi. Lại. Trả lời chan nhanh quá. Nam Long chan nhanh quá. Chỉ hồi tôi có xe đo. Tôi bỏ qua ấy vào. Cái này hình luôn mà còn ăn đói nữa mà xấu tàn rồi. Nam Long quên câu cuối à? Ủa có câu cuối à? Ai đây? Ủa à có một phần gì? Hello các bạn. Lại đây. Còn mấy cảnh nữa ta. Ôi trời. Hỏi bạn comment trường. Làm quả cắt cảnh mà. Ủa? Lại đây. Đừng lâu phá hoại. Ai biết đâu. Hello. Hello là xuất hiện. Và nói câu hello. Mẹ mẹ nó một tên tai rồi. Giờ mẹ được có ở bên. Ờ em cũng vậy nè. Nè chơi ngu mấy tay thì gì giờ ù cũ nó bên cộng. Là sao? Anh làm gì? Anh đừng mấy tay, anh lấy cái gì mà ù luôn bên rồi. Nè bác sĩ ra sao bác sĩ bảo viêm tay mẹ rồi mẹ uống thuốc đi. Quạt tập chưa? Em kiểu như là cái lỗ tai nó nghe được mùi cảm thấy như còn 8 đi. Kiểu kiểu vậy đó. Chân ghế sâu quá hả?
Anh nói sâu quá. Đừng cụ. Rồi, giờ hậu ra đây, đánh đấu cái chỗ này của anh ha. Lên đó hay gì, anh lên đó hay gì. Đừng ra đây, ra đây, ra đây. À, của chị Vân là xong rồi đấy. Anh giờ hậu đứng im đấy nhá. Đứng im đấy. Anh đây, từ từ. Rồi, ok đó. Đứng. Khớp vào người anh một tí. Rồi. Rồi, rồi. Đứng, đứng im nhá, để anh lấy cái trái khác. Ở đâu nhỉ? Anh đi lộn rồi đó, anh đi lộn rồi đó, anh đi lộn rồi đó. Mà sao kết thúc sớm thế rồi vậy? Kết thúc sớm rồi. Ở đâu nhỉ? Đổi trái là cá quỷ ở đâu nhỉ? Quay cà phê anh ơi. Về. Cà phê à?